Tôi nghĩ là gấp được Ronto luôn á. Thử nha anh em. Quay. Quay. Điệt mà mày xin nhờ. Con chim này đáng đồng tiền nhờ. Hello anh em. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MC. Hôm nay chúng ta đến với phần chơi Ark Survival Evolved War Vero tập tiếp theo. Thì chúng ta quay lại với phần chơi ARK nha. Thì nói về tập trước một tí, mình đã tem được ba em, đó là ba em Poison, đó là Allosaurus, Diewood và móng tay dài. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tem tiếp những cái con thú mà có trong cái map Eternal này, mod Eternal cũng như là map Valero này. Thì như thế này nè anh em, tôi có đọc rất nhiều comment của anh em kêu á là anh ơi, anh tem mấy con Poison đi. Và đại khái là đại đa số anh em kêu tôi là tem mấy con Poison đi để đánh nó có đam, nó không phải là có đam nữa mà là có turbo nhiều hơn so với mấy con Lightning. Thì như thế này, và hôm nay tôi sẽ nói về cái gọi là sao ta, cái đường lối mà chúng ta sẽ tem thú sắp tới nha anh em. Không phải là bây giờ là muốn tem con nào tem đâu, đồng ý là muốn tem con nào tem, nhưng mà bây giờ chúng ta phải có đường lối đàng hoàng để đi tới những cái nấc thang cao hơn nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào phân tích cho anh em xem. Chơi game với tôi á là phải chơi đúng game, hiểu rõ game, chứ không phải là anh em kêu tôi cài mấy cái mod trung quần què về vào rồi sau đó là quẩy. Mấy cái đó anh em xem ai tôi không biết, nhưng mà đối với tôi thì anh em từ trước tới giờ, nếu mà fan tôi là biết rồi, chơi là phải đàng hoàng, chơi nghiêm chỉnh, cái nào vui ra vui mà cái nào hạt là ra hạt, anh em hiểu quá mà, chứ không có lộn xộn xà bần được. Ok, thì bây giờ tôi sẽ nói về cái việc mà chúng ta nên tem con cái hệ Poison hay là cái hệ Lightning nó ngon hơn. Xét về hai cái hệ này á, đầu tiên á là hệ Lightning và hệ Poison đều có chung một đặc điểm, đó là đánh ra turbo, và cái số lượng turbo á phụ thuộc vào đâu anh em biết không? Vào tôi chứ vào ai nữa. Tôi là người chỉnh được cái số turbo của bất cứ con nào đánh ra của hệ Lightning và hệ Poison, hiểu không? Như tập trước tôi đã nói, để tôi tháo cái dòng này ra để tôi nói chuyện cho anh em dễ. Như tập trước tôi có nói với anh em á, đó là tôi chỉnh cái hệ Lightning không chỉ riêng con Bertrandando của tôi thôi nha, mà tất cả con hệ Lightning này, nó một phát đánh của nó là 1 triệu turbo, ok, một phát đánh của nó là kéo dài 10 giây và 1 triệu turbo. Và bây giờ tôi có thể chỉnh Poison nó cao hơn, bằng hơn hoặc là thấp hơn so với hệ Lightning, nhưng mà tôi không làm như thế. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất, mình không cần phải xài con hệ Poison. Cái thứ hai, hệ Lightning có một đặc điểm rất là hay hơn so với hệ Poison, đó là gì? Đó là có thể đánh bất động, có nghĩa là tune nó cho nó đứng yên tại chỗ anh em biết không, là bất cứ con nào, ví dụ là bất cứ con gì đi nữa, con quay rình nó đang bay trên trời mà tôi chạy ngang, tôi bọc quýnh nó một phát là nó sẽ nằm, nó đứng bất động khoảng chừng 5 giây là nó dí tôi đến đây tiếp. Đó là lý do tại sao tôi rất là thích chơi hệ Lightning. Ok, còn hệ Poison anh em nói á, là anh tem, anh sử dụng con sói này, anh sử dụng con sói này. À, nó có thể phun ra như thế này nè. Và tôi sẽ cho anh em thấy được cái tác hại của nó như thế nào. Nếu mà gặp một con thú nó quá máu quá bé thì mình không nói đi, gặp một con thú quá to thì tôi sẽ cho anh em xem. Ví dụ như anh em kêu tôi tem con ngựa này với cái con Diewood này, bảo đảm với anh em là không thể nha. Anh em coi ở đâu thì không cần biết, nhưng mà đối với kênh tôi chắc chắn tuân thủ nguyên tắc của game. Đây, tôi sẽ cho anh em xem. Bây giờ tôi đánh nè, đánh thường nha, trước nha. Nó không lên turbo, ok.
Ok, và bây giờ chúng tôi sử dụng chiêu sấm sét nè. Không lên tour, đó là điều đương nhiên. Ok, nếu mà anh em nào mà còn thắc mắc về cái em mod Eternal này á, anh em vào cái clip mà review mod Eternal phần 1 của tôi á, tôi chưa mấy nay tôi bận quá, tôi chưa làm phần 2. Nhưng mà chắc chắn là tuân thủ nguyên tắc của game, ok. Ok, đó là cái lý do mà tại sao tôi phân tích cho anh em là nên xài hệ nào nó ngon hơn. Cái thứ hai đó là tôi sẽ nói về cái đường lối tem thú của mình cho anh em nghe, của tôi sắp tới cho anh em xem coi thấy ổn áp không nha. Anh em mà thấy tôi nói ổn áp, anh em cho tôi xin một like và subscribe và share cái clip này cho mọi người đều biết về mod này nha. Thì đầu tiên á, cái thứ mà tôi đang cần thiết nhất á, đó là cây súng. Cây súng gì? Đó là cây súng Tet. Tôi đánh chữ Tet. Right. Tet Right bên đây không có đúng không? Tôi bật cái tab Tet Ram lên nè. Đây. Tôi đang cần cây súng Elemental Tet, bất cứ cây súng nào cũng được. Có Tet Right hoặc là Elemental Tet. Tôi đang cần hai cây súng này. Làm sao để có được hai cây súng này? Ok. Thì sẵn đây tôi nói với anh em luôn, trước khi chơi ở cái tập mà trước khi bắt đầu cái season này luôn á, tôi đã tính tới cái chuyện mà đánh boss như thế nào và tập mấy tôi tem con gì luôn. Thì đây tôi sẽ nói cho anh em biết, nếu như á, ở một cái tại vì á như thế này, để có được hai cái súng này đi, nói đơn giản, để có mình sẽ so sánh từ ở trên cao xuống thấp nha. Để có được hai cây súng này, mục tiêu của mình hai cây súng này thì mình cần phải có unlock Tet Ram. Ai dạ, unlock. Đây. Tôi phải bắt buộc phải có cái này. À, làm sao phải có cái này để có được cái này? Thì tôi phải đánh boss. Ok. Đánh boss nó sẽ rơi ra cho tôi cái này để tôi. Cái này để làm gì? Tác dụng của cái này khi mà tôi đánh boss xong, tôi sẽ có một cái cục ổ khóa như thế này và trong inventory tôi, và nó cũng giống như là một cái miếng thịt hay là bất cứ vật nào có thể ăn được vô á. Thì khi mà tôi bấm xài nó thì tôi sẽ được unlock, mở khóa được tất cả những cái đồ Tet Ram này. À, nhưng mà tại sao ở đây tôi mở khóa rồi? Tại vì thì tôi spawn ra nó thì tôi xài luôn chứ sao. Tôi spawn ra nó thì tôi xài luôn chứ sao. Tại vì sao biết không? Tại vì trong cái lúc mà thử nghiệm chơi á, tôi chơi thử nghiệm trước á, thì tôi mới phát hiện ra cái ổ khóa. Rồi ổ khóa này dùng để làm gì ta? Bây giờ mình bấm thử thôi. Thì nó đã unlock cho tôi hết tất cả những thế này rồi. Bây giờ tôi có sẵn rồi. Tới đây nhiều anh em sẽ comment. Thôi có rồi, anh cứ chơi đi anh. Anh lỡ có rồi, anh cũng đâu có mong muốn vậy. Không. Chúng ta sẽ chơi theo đúng nguyên tắc. Mặc dù á, khi mà tôi đánh, sắp tới tôi đánh boss mà nó không rơi ra cho tôi cái nó rơi cho tôi cái ổ khóa, tôi vẫn để đó, tôi dục, thà tôi dục, có nghĩa là tôi mở khóa hết tất cả cái này rồi, còn hơn là tôi không đánh boss mà tự nhiên có thì nó rất là vô lý đúng không. Tôi phải làm vậy cho đúng cái gọi là cái chuẩn game. Vỗ tay Sau khi tôi unlock được hết này, đầu việc đầu tiên của tôi là tôi chạy lại ba cái trụ boss là thường thường là anh em thấy là nó nằm ở đây nè, cái chỗ này nè anh em, đó chỗ đó 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 chỗ đó đó. Thì tôi lại trụ boss đầu tiên thì tôi sẽ ráp cái trụ boss một cái gọi là cái test này, cái test replicator. À, ở cái replicator đó tôi có thể ráp được cây súng test đó. Và nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi là tại sao tôi phải cần có cây súng đó. Tại vì đơn giản, cây súng đó có một loại đạn cho phù hợp với cây súng đó là loại đạn Stack Rise. À, loại đạn Stack Rise này làm rất dễ bằng cách 5 element và 5 narcotic. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng con chim của tôi. Tôi sử dụng con chim của tôi đi đánh
tôi đi đánh những cái con robot mà robot Tri, robot Stego, robot Parasaur để nó ra element Orc hoặc là element Dust. Sau đó tôi sẽ wrap ra thành element sáp và element thường. Đó, đó là lý do tôi tích rất là nhiều element đây là chỗ này. Anh em hiểu ý đồ tôi chưa? Đó. Thì bởi vậy đó là đường đi của chúng ta, cho nên á anh em phải từ từ, chơi không vội. Thì nói về quay lại vấn đề mà để có cây súng test á, mình nói về vấn đề đánh boss đi. Mà để được đánh được con boss đó có tên là Manticore. Mà để được đánh con boss đó thì chúng ta sẽ triệu hồi nó ra ở một cái gọi là sao? Ở một cái Eternal Summoner Bot. Summoner Bot đây. Cái cục này đây. À đây 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 cái cục Eternal Boss Summoner. Ok. Và cái nguyên liệu để triệu hồi ra cái con boss đó, nó phải đánh ba con boss nguyên thủy, ba con boss gốc á, cho nên mình cần phải có một cái số lượng khủng long khá mạnh, khá dữ để có thể đánh boss. Ok. Và để có khủng long mạnh thì hôm nay tập này chúng ta sẽ đi tem những con chim đại bàng Argentavis. Tại sao tôi tem chim đại bàng mà tôi không tem con Wyvern? Tại vì đơn giản là con Wyvern nó khó tem hơn con chim đại bàng. Và tại sao tôi tem con chim đại bàng nữa? Đó là lý do là con chim đại bàng tôi nghĩ trong đầu nha, cái này tôi chưa thử, có nghĩa là tôi nghĩ nó có thể gấp được con T-Rex. Tại vì hiện tại con BT của tôi nó không có gấp được con T-Rex. Thì hôm nay tôi tem con mấy con Arentavis để tôi gấp được con T-Rex. Tôi bỏ vào cái lồng này. Nhưng chút nói bậy. Bỏ vào cái lồng này để chúng ta có thể có những con T-Rex và những từ từ sẽ có những con mạnh hơn để chúng ta có thể đi đánh boss. Tôi đoán khoảng chừng 2 cho tới 3 tập nữa thôi là chúng ta có những con boss, những con thú mạnh để chúng ta có thể đi đánh boss. Ok. Nice. Và bắt đầu vào game. Má nãy giờ nói mệt quá anh em. Anh em thấy tôi nói đúng thì tôi cho một like thôi, ngồi đó cười làm gì. Oh, quên. Cái việc đầu tiên mà tôi cần làm ở đây á đó là tôi ráp mấy cái Dino DNA cũng như Dino Head. Fuck no. Lại mở cái máy này lên nữa sao? Quá nhiều thịt đùi luôn anh em. Ôi 4.000 năm cái luôn. What the hell. Quá nhiều, tôi ráp mọi thứ 100 đi. Chia đều ra ráp ha anh em. Nói với anh ấy nữa chờ khen có hồng. Ok, hình như hơi bị nhiều luôn á anh em. Tại vì tôi đi farm rất là nhiều. Tôi farm rất là nhiều luôn á thầy. Quá nhiều là đằng khác luôn á. Giết không biết bao nhiêu con cá mập mà nói nữa. Để coi, Dino Head nó đang yếu hơn Dino DNA đúng không? Tôi vứt mấy cái đồ flash tôi ra coi. Nó quá trời quá đất luôn. Tôi đang thiếu cái này. Cái này. Cái này. Và cái quần. Dino Head là 11.000 ấy. Ok, ráp thêm miếng nữa đi. Ủa, hết ráp được hả? Ok. Rồi, ok, xong xuôi. Ôi ôi, tôi nói là tôi gắn mua cái vàng đèn mà tới giờ tôi chưa gắn, em thấy tôi bận không? Quá bận luôn. Và bây giờ thì tôi bỏ vào đây. Tôi cần rất là nhiều thịt mà cái kiểu cái thịt mà mạnh nhất đó.
Để tôi tem cho nó nhanh chứ không gì hết. Ủa sao Dino Head của tôi yếu vậy? Đây à, ok. Rồi và bây giờ thì tôi sẽ làm cái thịt mạnh nhất ha. Đầu tiên thì tôi sẽ làm cái Alpha Mid trước cái đã. Alpha Mid tôi nghĩ là bỏ Brown Remix vô. Con chim này hình như là nó hết rồi. À tôi nhớ bên máy bên kia có rồi. Sao tôi không chừa để tôi làm ta. Dở quá ta. Ồ Brown Mid hả? Nhiều được. Ok. Thôi mình lấy thịt thường mình chế remix được luôn. Kinh. Kinh nhờ. Ok để bên đây cho nó ráp đi. Tại vì nó mình phu đồ nó được. À, mình qua đây. Rồi sau đó thì mình sẽ làm Alpha Mix. Cái này để tôi tính nha. 10 10 cái rim, 10 cái alpha thì nó sẽ làm được một cục đúng không? Bỏ mấy cái round mid qua một kia qua một bên đi. Thì chúng ta sẽ được bao nhiêu đây ta? Mình sẽ ráp khoảng chừng 100 cục alpha mid, 100 cục rim mid. Hợp lý. Bây giờ mình sẽ để vào đây 100. Ráp 100 cục. À, 100 cục. Ok, 100 cục Alpha Mid. Bây giờ chúng ta ráp tiếp 100 cục Rim Mid. Rồi. Bây giờ mới tính tới cái chuyện mà Mazoi Berry nè. 100 cục thịt đó thì nó sẽ thêm hai số 0 nữa là 180.000 Mazoi Berry. 180.000 quả Mazoi Berry. Cũng hơi kinh nhờ. Đó, mình quên để dành. Hôm nay tôi có cài cái mod này vô nè anh em. Phải nói là cái mod này đẹp lắm. Nếu mà tôi xây cái nhà, nếu mà có season sau á, anh em được anh em ủng hộ nha. Được anh em ủng hộ bằng cách bằng cái gì mà tôi hay nói đó. Bằng cách like, share, subscribe để tôi có nhiều subscribe để tôi có động lực làm tiếp á anh em. Thì tôi có season sau thì tôi sẽ làm ngôi nhà bằng cái đó đẹp lắm. Có gì thì tôi sẽ xây cho anh em xem thôi. Chứ không gì hết. Hồi nãy tôi nói là 18.000 đúng không? Mazoi Berry. Ôi. Bây giờ đồ, bây giờ mình giàu rồi mình chảnh lắm. Mình lấy gì mình lấy đúng cái đó thôi, còn như vứt. Mười tám ngàn Mazoi Berry hồi nãy tôi nhớ là để coi coi 2.500 miếng thịt thường đúng không, suy ra là 25.000 cục thịt. À, anh em thấy làm cái loại thịt đó là chắc cũng đỉnh của đảng ha. Tại sao nhiều anh em sẽ hỏi là trời ơi tôi anh em biết không, tôi làm tính tới nay anh em biết là tôi làm mười mấy cái season như tôi đã nói ở tập trước rồi không, là cái kinh nghiệm mà đặt câu hỏi của anh em là phải nói là tôi nằm lòng hết trơn luôn á. Tôi biết anh em mở miệng ra là anh em nhảy điều gì rồi nữa, là anh em sẽ hỏi ha là anh tăng cái cây timing của anh lên một tí thôi là cũng đâu có cần phải xài thịt cao cấp hơn. Lại vẫn câu đó đó, anh em xem ở video ở kênh nào tôi không cần biết. Nhưng đối với kênh của mình, khó thì không phải là gọi là quá khó, tại vì tôi không phải là gọi dân pro. Nói thẳng là tôi không phải là dân pro, hiểu không?
Tôi chỉ là biết chơi và chơi lâu năm, chơi nhiều thì cái những gì tôi biết nó cũng có hạn hẹp. What the fuck, nãy giờ tôi mới nãy giờ tôi làm được có hai miếng thịt mà mấy ông nội ông cha mẹ ơi. Thiếu round miss, frame miss. À, các kiểu này tôi phải farm thêm quá anh em. Có thể what the fuck. Chắc tập sau tôi mới có thể làm được cái này. Tôi đem 100 cục đi chơi vậy đó. 100 cục Eternal Dream đi chơi vậy đó. Thì quay lại vấn đề là tôi muốn chơi một cách đàng hoàng, chơi một cách hạt không hạt mà dễ không dễ, tôi thích vậy đó. Cái gì khó được cứ khó, còn cái gì mà không khó được thì cho qua vậy thôi. Mình có để đường link về các series game ARK, fanpage và Facebook cá nhân bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể truy cập vào và nhấn like để theo dõi các thông tin mới nhất từ Tùng MG nhé. Và ở tập trước tôi nhớ là tôi hứa tem cho anh em con mắt ma sò, đúng rồi. Tôi chưa tính với cái vụ mấy ông mà một số ông nào nói là tôi đánh tôi con này tem không được. Nói ai? Nè nè, thấy không? Thấy thấy gì không? 1,1 triệu gà, có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi đánh nó xỉu chứ làm sao. Trời ơi, tôi đánh nó lên tôi bồ mà mấy ông nói gì vậy? Đó đó, thấy không? Đó là cái công dụng của mấy con Lightning, thấy không? Đánh một cái là ngất ngư con bà dư rồi đó, thấy không? Dễ không? Mấy ông coi con poison tôi làm gì cho mệt, mấy ông lấy mấy con poison làm gì cho mệt. Đánh ngất ngư rồi, ví dụ nó quên mình đánh tiếp, thấy không? Dễ thấy mụ nội luôn. Không, mà tôi sợ là máu máu con, tại vì tôi tăng cái đam của con này lên rồi. Tại vì ban đầu tôi tính là tôi đi farm thịt với nó. Bởi vì tại vì tập trước tôi hứa là với mấy ông là tôi tem con này cho mấy ông coi, mà lỡ lỡ hứa rồi thì phải tem cho mấy ông coi luôn. Má tôi sợ con này chết quá ta. Tôi sợ, tôi chờ cho nó hồi máu rồi tôi mới dám đánh nó chứ. À, chết luôn. Tôi sợ nó chết luôn đó chứ. Sao nó không đánh tôi đó chứ. Sao con này nó hiền dữ rồi không biết nữa. Tôi nghĩ là không xong rồi anh em ơi. Mỗi phát cắn hả, mỗi phát đánh của tôi là 1 triệu tôi bồi đúng không? Suy ra tôi phải đánh khoảng chừng 5 phát nữa, 5 phát nữa mà mỗi phát tôi là 7.000, 7 x 5 35, nó còn 35.000 máu nữa. Có nghĩa là bây giờ nó 27.000 máu, chắc chắn nó sẽ chết. Tính sao đây mấy ông, bắn súng rồi chắc là nó không vô rồi đó. Để tôi thử coi. Không vô. À, vô hả? Ờ, hơi gì được rồi. Tôi sợ bắn nó không vô á, tại vì thường thường mấy con làm bằng gạch, bằng đá nó bắn nó không vô. Sợ gì, ngon, ngon chim, ngon chim. Con này nó ăn cái gì ta? Tới giờ tôi cũng chưa có xem nữa. Nhưng mà ở trên à quên nữa. Ở trên cái trang chủ Eternal nó nói là con này tem không được, nhưng mà tôi không nghĩ là nếu mà tem không được thì đừng có cho nó đánh xỉu, nếu mà đánh xỉu được thì tem được chứ. Thì tôi bây giờ tôi thử cho mấy ông xem nè, tôi cũng chưa có thử nghiệm nữa. Xỉu được, tôi nghĩ là cho nó ăn Naco Berry á mấy ông ơi. Cho nó ăn cái trái này nè. Không được luôn hả? Cho nó ăn gì nhờ? Ót hả? Ui, nó ăn ót. What the fuck, nó ăn ót. Ăn ót rồi đâu có được. Bậy bậy, ăn ăn cho mẹ ăn mít đi, cho mẹ ăn mít đi. Hay tên nào mít. Ui. Lên luôn kìa. Bao nhiêu phần trăm?
có cái lọ timing nữa không ta? Hình như tôi không có cái lọ timing. Tôi hình như tôi không có chế được cái tôi không có quay. Ui căng nhờ, con này tem lâu á, tôi mong là con này nó mạnh, tại vì nó gánh tim, tại vì giờ tim tôi nó yếu lắm. Tim tôi toàn chim với mấy động vật ăn cỏ hết không à. Chết luôn á. Quên đó anh em, tôi chắc là tôi làm cái lọ timing quá. Lọ timing này thì dễ mà tôi không rảnh để làm, cho nên là thôi. Đó chứ anh em thấy tôi vậy chứ tôi làm biến mà dữ lắm, tôi làm biến dữ lắm. Thì tôi chờ cho nó xong thôi chứ đâu có gì đâu. Ok gần xong rồi anh em ơi. À vô luôn, nhanh quá nhanh, cũng 15 phút à, không nhiêu. Ôi whip shadow test liền cho anh em xem, con này là phải test cho anh em xem mắc mà. Oh what the fuck. Ở rồi sao cưỡi mày ta? Ủa cái đồ cưỡi nó là cái gì nhờ? Ủa sao tôi sợ không ra, anh em nào biết chỉ tôi nha. Magma, what the fuck? Ok, sau một hồi tìm hiểu á, thì tôi mới biết được là đây là cái hình của cái đồ cưỡi của Magma So nè anh em. Level 95, đáng lẽ là tôi học được rồi. Nhưng mà tại vì đây là cái DLC của Genesis, mà cái đồ cưỡi này á, là kiểu như là tôi phải mua cái DLC đó tôi mới được học mấy cái đồ cưỡi, mới được học mấy cái vật phẩm ở bên đây. Có nghĩa là tôi phải chơi nó tôi mới học được, tôi phải tải về tôi mới thấy được hình ảnh. Cho nên tôi quyết định cheat nó ra. Á ha. Nhưng mà cái này á tôi chết là không phải là vì là tôi ăn gian đâu nghe. Tôi chết là tại vì tôi không có tiền tôi mua DLC thôi, chứ không phải là tôi ăn gian đâu nha anh em. Nói thế là bậy lắm. Nói mà tôi chết mà chết thế là bậy lắm. Uầy. 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 Nhanh thế. Mới tèo nó mạnh lắm anh em, mới tèo nó mạnh lắm. Chừng nào mà qua tập sau mà anh em thấy tôi chề môi à, tôi lắc đầu là tôi biết anh em biết là con này nó phế nữa rồi đó. Ngoài nhanh thôi thôi, chỉ có 46.000 đam vậy. Chiêu hai coi. Ngoài cái gì đó. Ngoài ngoài ơ cái gì nữa ơ à, nó có chiêu gì lạ lắm anh em, nó có chiêu gì lạ lắm nè. Tôi đè chuột phải nè. What? Dude, my arm. Ủa hết được hả? What? Cũng đá bự nhưng mà có 100 đam. Ủa còn cái chiêu mà bắn bắn canh canh lại là cái gì ta? Sao tôi không biết ta? Metal hả? À tôi phải có metal tôi mới bắn được. Hiểu rồi. Ok, nice. Ui. Kinh nhờ. Ui. Đã nhờ. Mà con này yếu quá. Để tập sau. Tôi không muốn lợi dụng lỗi game nha anh em, tôi không muốn lợi dụng lỗi game. Tập sau mới thực sự mới biết là nó mạnh hay là không. Ok. Còn bây giờ tôi ra tôi lấy con bờ te. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi what the fuck. No, fuck no. Fuck. No no. Why? Why? Why 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 why? Con đó không nên đụng vào, con đó không nên đụng vào. Hôm nay tôi sẽ đi bắt 3 con chim. Tôi có đi tham khảo ở mấy cái địa hình rồi. Tôi biết con chim nó nằm ở đâu và bây giờ tôi bay lại đó tôi bắt nó. Nó nằm ở bên đây nè.
Ok, xong rồi anh em, và chúng ta đã đến nơi thêm bờ Arentavik. Mà ở đây thực sự mà nói cực kỳ khó chịu. Khó chịu ở chỗ nhất ở chỗ là lắc, cho nên anh em thông cảm nha. Anh em biết tại sao mà qua cái mấy vùng núi này nó hơi lắc không? Tại vì khi mà một con khủng long nào đó giết một con khủng long nào đó, nó rơi ra đồ á, nó lắc vậy thôi. À, và bây giờ nè, đây ở trước mặt mình có hai con chim nè. Ok, và chơi mày. Come on. Come on. Ơi. À, hai con chim này nó không có ấy. Để tôi. Tôi phải dụ nó má khó rồi nè, khó nè, tại vì tôi quên. Hệ Lightning với hệ Lightning mà đánh nhau thì nó không có tô bồ. Khó chịu thế nhờ. Đâu rồi? Lạc thế. À, con này 2 viên là chết rồi, con này 2 viên là xỉu rồi, con này 2 viên là xỉu à. Bình tĩnh. Rồi, ok. Xỉu. Má xỉu ở dưới không biết chết không nữa nè. Xỉu. Xỉu con ơi, xỉu. Đúng rồi, con này bao nhiêu level hả? 4000 level hả? Không sao anh em, con này không sao. Con này chủ yếu là chỉ để gấp thôi chứ không có làm gì hết. Cho nó ăn lẹ. Má đằng kia có gì xanh xanh đỏ đỏ nè, ghê quá. Sợ vãi. À, cái con quỷ già già. Ok, let's go baby. Come on. Yes. Chủ yếu mình lấy con này để mình đi gấp T-Rex thôi chứ mình không có làm gì hết. Ok, như vậy là có một con. Vậy chúng ta đến với con thứ hai ha. Hôm nay mình biết tem đủ 3-4 con chim mình mới về, mới hết clip. Con này tới 85 triệu hả? Ok, không sao. Hai em thấy không? Tôi nói mà. Ây da. Không có. Oh fuck. No, fuck no. Mấy con Aren tao vít mình, hồi nãy tụi mình tưởng nó chết không á. Ok, mình cứ đánh từ từ thôi, đánh từ từ thôi anh em. Cái con này tem từ từ được. Con này tem từ từ được, không sao. Không sao, không sao. Con kia mình cũng mạnh lắm, con kia mình cũng mạnh lắm, không sao đâu. Nó đánh có 200 mấy đam rồi. Điện giật mày mày. Ủa sao nãy giờ nó không bị điện giật ta? Ngộ vậy. Nó khó à, không chiến là mình ngán nhất luôn á. Ok, được. Từ từ mình vô quỹ đạo rồi, từ từ không gấp. Ok, được, từ từ mình vô quỹ đạo. Ok, không sao, nó bị xỉu tiếp, Điệt mà em, mày bóp giấy vào thế. Tiếp con. Má mình phải tập trung. Má đây con này đúng khó luôn á nè. Má đây con này đúng khó luôn á. Ôi
Ôi máu nó hình như sắp hết rồi kìa. Ôi con này yếu với người ta. Mấy con này yếu quá. Má chứ mình phải câu nó quá. Mình câu nó đi anh em, mình câu nó đi. Ok đứng đó. Đứng đó đi, đứng đó cho mày tăng luôn, tăng luôn, tăng luôn, tăng luôn, không sợ, không sợ. Tăng luôn, đúng rồi, tăng luôn, tăng luôn. Cho mày đánh thoải mái. Tăng luôn. Con chim mình không sao, con chim mình không sao. Mình nghĩ là không được đâu. Má mình nghĩ con tên con chim này không được đâu anh em ơi. Chim gì tới 85 triệu máu. Má cho mình bỏ con chim này quá. Thôi không được rồi, về. Đi đi đi, về về, không chơi. Không được, anh em biết tại sao không được không? Tại vì hồi nãy á, cái total của con chim mình đang bán á là 85 triệu. Mà hiện tại là nó đã có 27 triệu tô bồ rồi. Có nghĩa là mình bắn được 27 triệu tô bồ rồi. Suy ra tính lên tính xuống thì nó tầm khoảng chừng 50 mấy cho tới 60. 50 mấy cho tới 60 triệu tô bồ nữa đúng không? Mà anh em nghĩ coi, cứ mỗi viên của mình là 1 triệu tô bồ, mà mình lúc này là cũng còn 60, lúc đó cũng còn 60 mấy viên. Đâu phải viên nào mình bắn cũng trúng đâu, mà cái số lượng nó hồi turbo lại thì đồng ý là nó không nhiều, nhưng mà nó cũng có hồi. Thì mình thấy cái tỷ lệ mà tem được nó rất là thấp. Với lại đánh nó thì máu mất rất là nhiều. Cho nên là thôi. Mày bay đi đâu vậy? Sân bay. Ok, mình về sân bay đi. Mình sẽ làm đồ cửa cho con Aventavis. Má này là tính tem 3 con nhưng mà thời gian nó không đủ. Mình sắp đi học tới nơi rồi. Cho nên là thôi, hẹn anh em lại tập sau. Tập sau mình sẽ chế cái viên đạn nó to to hơn một tí, bắn cho nó đau. Thôi giờ mình xuống nhà mình lấy cái đồ cửi. Mình làm đồ cửi cho con Aventavis để mình gáp thử con T-Rex coi được hay không. Lúc đó là mình mới thành công, còn nếu không là mình sẽ tập sau mình sẽ chuyển hướng sang con khác, hiểu không? Aventavis. Đây, ok. What the fuck? Aventavis. Ủa, rắp ngoài đây luôn hả? Đây. Ủa, cái full đồ của mình đâu không tiêu rồi? Ủa, cái chức năng full đồ của mình đâu rồi? Ở đây nè, vãi cái đáy, sao nãy không thấy? Làm giật cả mình.
Ok, để mình thử mình gắp con Bino ở dưới nước coi. Bino thì nó cũng ngang ngang nữa, chứ rách thôi. Nếu mà gắp được Bino thì chắc chắn sẽ... Ui, ui nó ráp được cái gì nữa vậy? Uầy. Uầy. Kinh nhờ. Uầy. Cũng khá, nó cũng ráp gần gần như đủ cái smile rồi đó. Cái này chắc là nâng cái này lên chứ. Ủa, chim này bay chậm nhờ. Mà con này thì cũng đâu có gì đâu, đâu có xài con này nhiều. Đi tới đi lui đâu có xài con này nhiều. Con này xuống nước được không nhờ? Thử rồi. Uầy, đéo được kìa. Con này đéo khá hơn Spino nha. Ở con này đéo khá hơn Bate nha. Cao cấp hơn mà dạng chết luôn á. Uầy, con Bate cũng gắp được con ngựa mà. Để mình thử con khác đây. Có con nào mà nó đỡ nguy hiểm hơn? Uầy. Uầy, kinh nhờ. Mà có điều này rất là hay nha. Mình không cần bỏ vô lòng luôn nha. Mình đứng đây nè, mình không làm gì nè. À, nghe thấy chưa? Đứng đây ha, con Bino nó không đánh mình đâu. Đó, Bino nó sẽ không quay cái đầu ra mắng mình được, mà mình có thể dùng đạn mình xuyên nó được. À, kinh chưa, kinh chưa? Xịn chưa, xịn chưa? Xịn, xịn vãi luôn. Xịn lên. Kinh nhờ. Cắt Ronto thế này được không? Tuy nó bay hơi chậm. Uầy, tấm táo. Tôi nghĩ là gắp được Ronto luôn á. Thử đó nha nè. Uầy. Điệt mà, mày xịn nhờ. Con chim này đáng đồng tiền nhờ. Điệt mà. Vãi cả luôn à. Kinh thế nhờ. Còn về cái tô bồ thì nó cũng vậy thôi anh em. Để tôi đánh cho anh em xem. Tháng 7 nha. Ok. Nó cũng 1 triệu thôi. Tất cả tôi chỉnh 1 triệu là nó 1 triệu thôi. 1 triệu 3 lần hả? À, cũng khá nha. 1 triệu 3. Ngoài chiêu gấp ra thì mình không có biết mình dùng con chim này để làm gì nè. Như vậy là sau sắp tới thì tập sau đi. Nếu mà để tôi nghĩ coi. Hiện tại bây giờ đó, tôi đang cần cái súng test để sau này tem thú cho nó dễ hơn. Bắn ình chéo cái là nó xỉu liền rồi, súng test nó mạnh lắm. Cho nên là tôi nghĩ là mình hướng tới mục tiêu nhanh hơn đi. Là mình sẽ tem những con mạnh hơn để đi đánh boss đi. Chứ mấy con chim quỷ này trước mắt là mình dùng nó để như một công cụ đi ha Nam. Anh em có đồng ý với ý kiến đó không? Nếu đồng ý thì like cho tôi video này nha. Và video này cũng tới đây cũng hết rồi. Thì cảm ơn em đã xem video này. Đừng quên để lại một like, share và giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau của ARK Vauero nha anh em. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã xem video này nha. Anh em có ý kiến gì cứ comment bên dưới thì mình lúc nào cũng thả tim cho anh em và đọc tất cả comment của anh em hết. Bye bye.